Đây là hình ảnh đoạn clip do camera ghi lại cách đây gần một năm. Thoạt nhìn thì thấy hai nhân vật này đang bôi bẩn vào tường nhà. Nhưng chính nhân vật trong clip, bà Đào Thị Thu Hòa khẳng định chính bà và người thân đang xịt sơn vào tường với dòng chữ nhà đang tranh chấp. Chồng cũ của bà Hòa, ông Dương Tấn Hùng cho rằng ông đã bị trầm cảm nặng sau sự việc này. Cuộc sống ngày càng lâm vào cảnh bế tắc, lo trước sợ sau. Thật sự là nó rất là hoang mang. Và thậm chí là mình không dám về ở chỗ đó nữa. Tại vì cái thứ nhất là nhiều khi hàng xóm người ta cũng không biết cái việc gì. Rồi người ta cứ hỏi mình, rồi cũng cứ nhìn mình bằng một cái ánh mắt nó rất là kỳ lạ hay là thắc mắc. Tại vì không biết có cái chuyện gì nó xảy ra bên trong. Không chỉ là tranh chấp giữa vợ chồng cũ, việc bôi sơn tạc chất bẩn được nhiều đối tượng sử dụng để xử lý mâu thuẫn ngoài xã hội. Mới đây tại quận 8 và quận 12 đã xảy ra hàng loạt vụ tạc sơn chất bẩn để đòi nợ. Công an đã vào cuộc và bắt giữ, khởi tố hình sự một đối tượng. Đêm ngủ thì nó tới, nó khóa cửa, nó nhốt trong nhà. Ban ngày thì nó tới, nó quăng mắm tôm, tạc sơn gì liên tục. Không ngủ được, mà ngủ mà trên tay phải cầm cái điện thoại để có xem cái camera đó ở ngoài đó. Thực sự thì mình cũng có một người bạn cũng có liên quan đến việc đòi nợ thuê như thế này. Và khi bạn đấy chia sẻ với mình thì bạn đấy đã nhận rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn. Điều này thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bạn rất nhiều. Chỉ với vài triệu đồng, thậm chí là vài trăm nghìn đồng, các nhóm đối tượng sẽ nhận thực hiện việc đòi nợ bằng nhiều hình thức như tạc sơn, mắm tôm, nhắn tin, gọi điện đe dọa. Đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác để uy hiếp tinh thần của người khác để đòi nợ. Thì các hành vi đó sẽ bị xử lý với các tội danh tương ứng theo quy định của Bộ luật hình sự. Thủ đoạn tạc sơn chất bẩn để giải quyết mâu thuẫn đang gây bức xúc trong dư luận trong thời gian vừa qua. Giờ tình trạng này lại xuất hiện trên các trang mạng, khiến cho việc truy lùng tung tích của những đối tượng đứng đằng sau trở nên vô cùng khó khăn.